Rồi tiếp theo cũng một cái lưu nữa, cũng đồ gốm của Nhật luôn, cũng một cây hồng ngọc mai quái luôn. Đây. Cây này mình ép chậu vô, nó hơi lá nó hơi héo héo một tí xíu nhưng mà không sao cả. Hồng ngọc mai là mạnh vô địch luôn. Đó. Cũng 200 luôn. Đây. Mấy cây này nó quái lắm nha anh em, cái rễ đó, một rễ người ta quấn thành như vậy đó. Rồi, một cây hồng ngọc mai 200k. Đây. Đó. Rồi, xin kết thúc.